Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Sửu tháng Quý Tỵ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc mạo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc canh long, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tin hình, giờ tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Khâu Trần Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh giản hạ thủy ngày đinh sửu tức can sinh chi nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm giản hạ thủy kỵ tuổi tân mùi kỵ mùi ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân mùi, kỵ mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên thành tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao tội chỉ xấu về tế tự tố tụng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mời các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, bạn nên dành thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình của mình. Có thể bản mệnh tuổi Tý đang không hiểu ý của đối phương cho nên dễ hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm bị sứt mỉa Ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá, báo hiệu cho bạn tuổi Tý đang có những cơn sóng nổi lên giữa bạn và người ấy có nhiều vướng mắc mà không được giải quyết kịp thời. Tuy bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng. Nếu như bạn tuổi Tý không nhanh chóng giải quyết vấn đề thì khó tránh khỏi chuyện lạnh nhạt xảy ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Đây còn là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi Tý điên tình nhưng lại đổ bạc. Với những quyết định của bạn có được sự nhanh nhạy, đúng đắn sẽ giúp cho việc kiếm tiền của bạn trở nên được suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Về từ vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, mau thuận bùng nổ khi không được chia sẻ tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nên bình tĩnh nói chuyện với nhau tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ có nhiều vấn đề chưa được giải quyết tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên nghĩ thoáng hơn để tránh phạm phải sai lầm và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 3, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ Từ vi tuổi xỉu thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi xỉu có lẽ bạn cần phải thêm thời gian để giải quyết những vấn đề trong chuyện tình cảm khi mà trong ngày đang gặp ngày có thiên quan gây ra những xáo trộn khá lớn đối với cuộc sống của bạn và người ấy và trong ngày hôm nay với bạn tuổi sửu đang có điểm báo có kẻ thứ ba xuất hiện với bạn tuổi sửu nên tìm cách để hâm nóng, hàn gắn lại những mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm của mình, tránh để xảy ra những sự mâu thuẫn khi hở cho kẻ thứ ba lợi dụng, chiên chân vào khiến cho tình cảm của bạn bị rạn nứt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, báo hiệu cho bạn đang có những sa sút về sức khỏe. Có lẽ với bạn tuổi Sửu đang quá mức mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, lại thêm việc bị đối phương triển ép về tình cảm, cho nên ăn uống không được ngon miệng, có thể suy nghĩ nhiều dẫn đến đau dạ dày nữa vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim tiểu nhân quấy phá cuộc sống không được hạnh phúc tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy sức khỏe đi xuống không có được điều mà mình mong muốn tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa nên chăm sóc bản thân mình thật tốt tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ vận trình tình duyên bị suy giảm khó có được tình yêu tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc nên hiểu mình có được hạnh phúc từ đâu. Và đánh giá của bà tuổi xỉu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang có điểm báo phải đối mặt với sự cô đơn khi mà bạn tìm kiếm mãi chẳng thấy tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Dường như tình yêu cứ mãi chơi trò trốn tìm với bạn vậy. Và ngày này với bạn tuổi dần, Bản mệnh cứ thấy mình vô duyên sau đó khi mà cứ người mà bạn thầm thương trộm nhớ thì chẳng có tình cảm gì với mình. Còn người hết lần này tới lần khác bày tỏa tình cảm với bạn thì bạn lại chẳng hề rung động. Và trong ngày này với bạn tuổi dần, đối với các cặp đôi, sự xa cách lâu ngày có thể khiến cho tình cảm trở nên lạnh nhạt. song với bạn tuổi dần, không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nếu như thực sự hết tình cảm với nhau thì chớ nên níu kéo làm gì nữa. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, cô đơn có thể khiến cho bạn quyết định sai lầm. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, tình cảm bị lạnh nhạt, không còn nồng nàn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ vợ chồng có nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên tìm cách hâm nóng tình cảm từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh và đây chính là quý nhân mang tới cho bạn có được nguồn tài lộc ngày hôm nay bản mệnh tuổi mạo không hề vấp phải khó khăn trở ngại gì nhiều chuyện gì cũng được thuận lợi suôn sẻ tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà và ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán đầu tư thì có được sự linh hoạt nhạy biến khi nhanh chóng nắm bắt được thời cơ để phát tài với bạn tuổi mão khiếu léo giành được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng. Nhờ đó mà việc làm ăn với bạn trong ngày hôm nay cực kỳ là lý tưởng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, thay vì thấu hiểu và thông cảm cho những nỗi vất vả mà bạn tuổi mão đang phải chịu đựng, thì đối phương lại dày vò, dằn vặt bạn, cho nên hết lần này tới lần khác vì những chuyện không đâu khiến cho không khí gia đình càng thêm phần căng thẳng vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy quý nhân giúp cho tài lộc của bạn càng ngày càng nhiều tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải hiểu và thông cảm cho đối phương tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nếu như mệt mỏi hãy tìm cách giải tỏa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng để cho mình chịu nhiều ấm ức Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi đây là điềm báo rất có thể gia đình của bạn đang có sự lục đục bất an đôi bên mâu thuẫn ngày càng lớn mà không sớm tìm được cách giải quyết với bạn tuổi thìn bạn đang cố chấp quá mức chẳng chịu xuống nước dù chỉ là một phút mà thôi. Bạn mệnh tuổi thìn trong ngày này, bạn cho rằng mình mới là người đúng đắn, chẳng hề quan tâm tới cảm giác của đối phương. Người ấy thực sự đã nhường nhịn bạn rất nhiều lần, nhưng lần này thì quyết định không chịu nhịn nữa mà vùng lên bất chấp. Trong mối quan hệ về tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, với bạn dường như luôn ở thế chủ động cho nên quên mất rằng tình cảm vốn là thứ đến từ hai phía. Một bàn tay sao vọ lên tiếng được và bà tuổi thìn nếu như bạn không thay đổi thì e rằng sẽ sớm phải chịu cảnh đau khổ mà thôi. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn thì sẽ gặp rắc rối từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ nên hiểu và nhìn mọi chuyện từ góc độ của đối phương từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tình cảm không thể nào chỉ đến từ một phía từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim dễ đau khổ tổn thương vì tình cảm từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy không tìm được tiếng nói chung Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp được quý nhân tam hợp sẽ xia duyên Giận mối cho bạn nếu như bạn biết nắm bắt thời cơ thì sẽ có được câu chuyện tình như trong mơ hằng mơ ước có được người để yêu thương nữa rồi lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỷ đang có được ngày của chính tài chứa mệnh sẽ đảm bảo cho bạn có được nguồn thu nhập ổn định bản mệnh chăm chỉ làm việc để kiếm tiền lại biết chi tiêu tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau đây là thói quen khá tốt mà với bạn tuổi tỵ nên duy trì Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ bạn cũng nên có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng để tránh việc chi tiêu lạm phát cho những việc không thực sự cần thiết. Tình hình tài lộc của bạn vốn không phải cực kỳ là ổn định. Nếu như bạn không biết tính toán trước sau thì sao có thể ổn thỏa được. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, tiền bạc khá ổn định, song đừng có chủ quan. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, bạn có thể sẽ tìm được tình yêu từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đỏ tình mà đỏ cả tiền, từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên biết cách để hiểu được suy nghĩ của đối phương, từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh thủy chớ để cho người ấy phải chịu thất vọng. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi ngọ, thứ bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tử ngọ xem tử vi cho thấy bà tuổi ngọ đang có điểm báo có nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm ngày này. Đối với các cặp đôi đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi mà có quá nhiều khoảng cách trong cả suy nghĩ và quan điểm, cái điều này khiến cho đôi bên không thể nhìn về cùng một hướng được. Ngày này với bạn tuổi ngọ, bạn là người thẳng thắn, xong điều đó có thể khiến cho bạn nói năng mà chưa hề suy nghĩ chỉn chu làm cho đối phương cảm thấy bị tổn thương vì những lời nói vô tình của bạn. Bạn tứ ngọa cũng cần phải lưu ý để tránh phạm, tránh phạm phải lỗi này. Lại thêm, ngày này với bạn tứ ngọa cũng đang gặp ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này lại mang tới tin vui báo về con đường tài lộc cho bạn trong ngày hôm nay rất tốt. Bạn tứ ngọa có được nguồn thu nhập dồi dào từ những ngày tay trái của mình cũng có nhiều cơ hội để cho bạn chuyển hướng đi cho mình và bạn hãy tận dụng tốt cơ hội lần này bạn tứ ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có nhiều khoảng cách chưa thể vượt qua. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tình cảm không thể nào gượng ép được. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa tiền bạc đến nhiều vượt ngoài mong đợi. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ thu nhập tăng tín nhanh chóng bất ngờ từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có thể kiếm được tiền từ những ngày tay trái vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý Nhâm phù trợ tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này có thể làm cho bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình bạn tuổi mùi bạn vốn là người kiềm chế rất tốt nhưng khi bùng nổ thì với bạn trở nên rất đáng sợ và ngày này với bạn tuổi mùi, bạn mệnh nên tìm cách để giải tỏa những căng thẳng mà mình đang gặp phải. Dù sao, với bạn tuổi mùi cũng đừng khiến cho mọi người mất vui. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn nữa với những áp lực của mình, với những người thân, bạn bè đáng tin cậy xem sao bạn tuổi mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi mùi, cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây còn là dấu hiệu cho thấy với bạn đang gặp những kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt bạn về tiền bạc thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp để cho bạn đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc cho nên bạn cần phải thận trọng về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh tránh nội nóng không đúng chỗ. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tiểu nhân đang tìm cách để phá hoại bạn Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa tình cảm không tiến triển như mong đợi. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên hiểu trái tim mình thuộc về đâu. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đang ở vị trí nào thì cần phải hiểu đúng vị trí của mình đang đứng. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi Tuổi Thân Thứ Bảy Ngày 29 tháng 5 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này Với bạn tuổi thân á, Cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này Đang có điểm báo Gặp phải những vấn đề về tình cảm khá khó khăn Để giải quyết Ngày này, bạn tuổi thân đang gặp ngày có mộc thổ tương xung Bên tình bên hiếu Làm cho bạn mệnh không biết lựa chọn ra sao Thực sự là Bạn đang vào tình trạng tín thoái lượng nan. Và với bạn tuổi thân, bạn không muốn làm Phật lòng ai, nhưng có vẻ việc này thực sự là khá khó khăn cho bạn. Bạn không hiểu được những nỗi ấm ức mà đôi bên đang phải chịu đựng, có lẽ phải có thời gian để ngồi lại tâm sự và tháo gỡ những khó khăn mà hai bạn đang gặp phải. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, sự cô đơn đôi khi khiến cho bạn mệnh nản lòng bạn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của đối phương, nhưng cũng có khi bạn lại muốn gật đầu tạm bỡ để có người ở bên chia sẻ và tâm tình nữa. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, cô đơn buồn bã không có niềm tin từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa chán nản vì không tìm được bến đỏ từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần bỏ lại quá khứ ở phía sau lưng từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc đừng có để cho tình duyên kiếm sắc đào hoa ảm đạm từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim đừng để mình phải hối hận về sau và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu đón nhận tình yêu đến đào hoa cực vượng khiến cho chính bại chính bạn cũng phải bất ngờ nữa. Lại thêm trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn dắt chỉ đường cho bạn. Bạn biết được đâu là lối đi đúng đắn để đi đến trái tim của người mà bạn yêu thương nữa rồi. Bạn mạnh tuổi dậu đừng có ngại ngần bày tỏa cảm xúc của mình. Bạn có thể có được những điều mà mình mong muốn nữa. Còn đối với các cặp đôi trong ngày này, ngày này thực sự là ngày để cho bạn dành thời gian ở bên nhau, không cần phải lo lắng về những thứ đã qua, hãy nhìn vào hiện tại và hướng tới tương lai. Cuộc sống sao vui vẻ và ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tình cảm không thể cưỡng ép, xong cũng đừng quá thờ ơ. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên vượng sắc dễ tìm thấy được tình yêu tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cuộc sống muôn màu dễ được yêu thương tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, hạnh phúc ở ngay gần kẻ bên cạnh bạn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt cho chúng ta thấy là với bà tuổi tốt đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi với bạn đang có những bất đồng quan điểm từ những chuyện nhỏ có thể hóa thành chuyện lớn nếu giữa bạn tuổi tuất và nửa kia của mình không thống nhất được để tìm tiếng nói chung cần phải bình tĩnh để nói cho đối phương hiểu được ý của mình là gì bạn tuổi tuất nhé và trong ngày này với bạn tuổi Tuất á, nếu như bạn đang quản độc thân thì có thể sẽ cần nhiều tới sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay là một ngày đào hoa nhập mệnh, sức quyến rũ của bạn tăng lên gấp bội phần nữa đó. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất trong ngày này bạn cũng cần phải nhớ là chủ động đưa ra tín hiệu cho đối phương đừng có cho rằng người ta phải lên tiếng trước cứ giữ quan điểm bảo thủ thì e rằng bạn sẽ mãi cứ độc thân mà không hiểu tại sao nữa đâu về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm cần phải có chút duyên phận tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên hiểu bản thân không phải là cái rốn của vũ trụ tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc Mâu thuẫn bất đồng quan điểm gây ra sự rạn nứt, Tử Vi tuổi canh tuất thuộc mệnh Kim, gia đình mâu thuẫn có nhiều nỗi lo, Tử Vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh Thủy nên cố gắng chớp lấy thời cơ về tình cảm. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021 với bà tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành, hỏi xỉu tư hỏi. Cho nên, với bà tuổi hỏi, đang cảm thấy mình thực sự là hạnh phúc với những gì mà mình đang có. Bạn chẳng đòi hỏi thứ gì cao sang miễn là người mình yêu ở bên mình. Đó đã là hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Trong ngày này, với bạn tuổi hỏi, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với bạn tài lộc trong ngày hôm nay cảnh báo có nguy cơ mất tiền hao của có thể xảy ra và bà tuổi hợi dễ cảm thấy bất an lo lắng khi đầu tư quá nhiều tiền bạc chỉ vào một chỗ Bạn tuổi hợi bạn cũng là người ham kiếm tiền có khi bùi tai nghe theo những lời rõ ngon rõ ngọt của những kẻ xấu mà mất cảnh giác nhẹ dạ cả tin mất tiền chính là cái giá mà bạn tuổi hợi phải trả trong những ngày cuối tuần khó tránh khỏi được về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không thể để cho tiền bạc tan biến quá dễ dàng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên cân nhắc kỹ trước uh, những quyết định lớn. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hạnh phúc quá lớn khiến cho bạn không tin được. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy hiểu đâu là người thực sự thuộc về mình. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, chớ nên để hạnh phúc vụt qua khỏi tầm tay. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.